Lạy vua cha, xin hãy phù hộ con và những điều tốt đẹp trong 1000 năm. Năm 1392 kể từ khi thành lập triều đại Joseon. Triều đại Joseon đã trải qua 5000 năm lịch sử. Hoàng cung đặt ở Gyeongbokgung. Jeongdo-chon là kiến trúc sư của thủ đô Hanyang, xây dựng ở hoàng cung Gyeongbok. Triều đại được thành lập từ nơi đó. Ngữ như người dân sau khi ăn sáng ở Gangyeong-chon. Họ đi vấn an chào vua buổi sáng tại điện Cha Kyung Chon và vua mỉm cười đáp lại. Vua quay trở lại Kang Yong Chon bắt đầu buổi chiều sáng sớm. Sau khi đi qua cửa cung, chúng ta quay trở vào Cần Chính Điện. Kim Chong Chon, Cần Chính Điện là công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất Hàn Quốc, là trung tâm của Hoàng cung Gyeongbokgung và là biểu tượng của triều đại Joseon. Ở nơi đây, những sự kiện trọng đại được tổ chức 1 tháng 4 lần và tất cả mọi người đều tham gia. Tại thư phòng ở Sa Chong Chon, vua suy xét kỹ lưỡng và đưa ra quyết định thuận theo ý dân dù đúng hay sai. Các cuộc thảo luận về vấn đề học vấn và vấn đề nội vụ đã được diễn ra. Khi có sứ thần ngoại quốc đến chung vui hoặc đất nước có chuyện vui, hoa được giải trang trí và hoạt động chèo thuyền được tổ chức ở hồ Gyeonghaero. Đặc biệt, mặc dù hồ Gyeonghaero là hồ nhân tạo, hồ được xây dựng thân thiện với môi trường tự nhiên. Nước trong chảy tự nhiên quanh năm, không cần thiết bị hỗ trợ. Vua làm việc tới tận đêm khuya và mỉm cười với thần hầu khi họ đến vấn an buổi tối tại điện Cha Kyung Chon. Sau khi dừng lại ở Đông Cung, vua tìm thấy sự yên bình và nghỉ ngơi trong tầm cung của hoàng hậu tại Gyeongdae-chon. Trong hoàng cung, lửa luôn được thắp đến tận khuya. Nơi ở của vua, người được coi là cha của thần dân và cũng là người đứng đầu của đất nước. Hoàng cung Gyeongbokgung vẫn đứng vững sau cuộc xâm lược của Nhật, là tinh hoa của triều đại Joseon và là biểu tượng của văn hóa Hàn. Thủ đô Seoul với 600 năm lịch sử vẫn đang viết nên những trang sử mới. Gyeongbokgung, quốc ca đã diễn tả khung cảnh lịch sử và những thăng trầm của triều đại Joseon.